Rồi, chào quý anh chị các bạn trở lại với Cùng Xe Hơi nhé. Hôm nay tranh thủ em quay nhanh một số mẫu xe. Đây là mẫu xe có thể nói được nhiều view nhất trên channel của em rồi. Nhiều video và nhiều view nhất. Wrangler XL hai cầu số sàn phiên bản rẻ nhất, đúng không ạ? Chuyên đi công trường. Nói đúng hơn là một chiếc xe thuần về bán tải và chở đồ. Hiện nay thì đây là cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc cuối cùng còn sót lại nhé. Và xe thì xe lắp ráp chúng ta về khá khá những bản trên rồi. Tuy nhiên thì XL chúng ta phải chờ vào khoảng tháng 8 đến tháng 9 nhá. Đấy, đây là mẫu nhập khẩu nguyên chiếc gần như cuối cùng còn sót lại bên em và cũng đa phần là có khách hàng ký rồi. Giá bán của em nói là 616 triệu đồng. Hiện nay thì chương trình khuyến mại tặng kèm phụ kiện hay bảo hiểm chính hãng thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đính kèm trên màn hình ấy, chúng ta nhận được cái báo giá và chương trình lịch xe về mới nhất, tốt nhất, đó làm sao mua xe hợp lý nhất. Vì thật sự là cái xe này ấy, nó còn khá là nhiều thứ phải làm. Mình có thể để ý ngay là thứ nhất là cái la răng của nó khá là thô, đúng không ạ? La răng thô là một. Thứ hai là nó chưa có bậc lên xuống. Thứ ba là giá nóc này, đúng không ạ? Thanh giá nóc này. Cản sau thì xe cũng chưa được trang bị đó. Tất nhiên thì với những chiếc xe này chúng ta sẽ không có camera lùi hay cảm biến lùi rồi. Đây, cái cản sau nó như nào thì các bác nhìn sang xe bên cạnh ấy nhá. XLT Limited thì hay XLS ấy, chúng ta có cái cản sau. Xe này chúng ta không trang bị cản sau hay một cái la răng nó thô hơn khá là nhiều. Đó, mình có thể xem hai la răng này. Tuy nhiên thì bù lại nó đã được trang bị một cấu hình vừa đủ và khá thoải mái cho quý anh chị đi lại chở đồ công trường đó. Hai cầu số sàn máy dầu đấy, một 2.2 160 mã lực, đúng không ạ? Đi thì rất tiết kiệm thôi. Phần đầu xe chỉ duy nhất một cái là chúng ta không có cái đèn sương mù nhá. Còn lại thì công nghệ đèn hay mặt lưới tản nhiệt thì vẫn là đèn halogen và giống như trên XLS. Đó, 616 triệu chưa bao gồm khuyến mại và lăn bánh dự kiến đâu đó chỉ hơn 600 một chút thôi. Khá mềm và hợp lý. Thật sự xe này em bán cũng khá là nhiều và cũng đã cháy hàng từ thời điểm giữa tháng 6 đầu tháng 7 rồi. Và đa phần xe bây giờ ký trời tháng 9 nhá. Anh chị có nhu cầu thì cứ alo bốc máy em để mình nhận được cái tư vấn báo giá tốt nhất. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.